Grand Sport và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An từng là đối tác tin cậy của nhau từ những năm 2000, trong đó điểm nhấn lớn nhất là chức vô địch V-League năm 2011. Tuy nhiên lần này, Grand Sport mới chính thức trở thành đơn vị tài trợ trang phục của đội bóng xứ Nghệ. Bản thỏa thuận có thời hạn 2 năm, giá trị hợp đồng tài trợ theo ước tính rơi vào khoảng 2 tỷ đồng một năm. Điều đặc biệt, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Grand Sport cũng tìm được tiếng nói chung trong việc phân phối các sản phẩm trang phục chính hãng đến các cổ động viên. Grand Sport rất là hy vọng là với một cái ban lãnh đạo mới, với cả một tập thể mới, một cách làm mới thì Sông Lam Nghệ An sẽ tạo được một cái dấu ấn, một cái bước ngoặt là cả ở thành tích thi đấu lẫn là cái hướng tiếp cận và có thể là mở rộng được kinh doanh, tạo được cái nguồn thu chủ động dành cho câu lạc bộ. Trong ngày ký hợp đồng của Sông Lam Nghệ An với Grand Sport, tiền đạo Phan Văn Đức cũng đặt quyết tâm cố gắng thi đấu hết sức mình để giúp đội bóng giành kết quả tốt nhất ở mùa giải 2022. Mùa giải năm 2022 thì có cả cái trở lại thì em thấy đó là một tín hiệu vui và cũng có những người anh dẫn dắt cho cả em trẻ mới lên thì và các em về thì đội bóng giúp đội bóng mạnh lên thì em cảm thấy đó là một niềm vui và tự tin để giúp mình có thể đạt được một công chức đội bóng được đi lên. Trải qua năm 2021 đầy khó khăn, Sông Lam Nghệ An được chuyển giao cho công ty cổ phần tập đoàn Tân Long và từ đây đội bóng đã có những thay đổi tích cực. Ban lãnh đạo đội bóng đang kêu gọi một số ngôi sao hiện đang khoác áo đội tuyển quốc gia trở về cống hiến cho đội bóng quê hương. Dự kiến câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ sớm công bố bộ nhận diện thương hiệu mới và ra mắt mẫu áo đấu chính thức của mùa giải mới vào tháng 1 năm 2022.